Hello, xin chào tất cả các nhà, mình là Tạo Mẩu đây. Hôm nay mình sẽ thực hiện một clip này để thông báo các bạn rằng là cái kênh của anh Sung mình đã bị hacker nó chiếm đoạt nha. Hiện tại thì anh Sung mình không được truy cập được vào kênh đấy. Nên là anh Sung mình đã tạo một cái kênh mới đến là sungvlogs official nha các bạn nha. Các bạn muốn tìm kênh sungvlogs này thì hãy xuống phần mô tả và phần comment mình đã để link ở dưới nha các bạn nha. Còn ơi, các bạn hãy đăng ký của kênh sungvlogs cũ đấy nha. Vì kênh này đã bị hacker chiếm đoạt rồi. Các bạn hãy sang kênh sungvlogs official mới và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các clip mới ra các bạn nha. Đây các bạn ơi, như Tạo Mẩu vừa mới thông báo với tất cả các bạn rằng là kênh của mình đã bị hacker chiếm đoạt. Thì là đây là một cái câu chuyện rất là buồn. Thì là mình cũng muốn thông báo bên kênh của Tạo Mẩu để cho tất cả các bạn biết để sang kênh mới đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Còn cái kênh sungvlogs cũ thì hiện tại là hacker nó chiếm đoạt và hiện tại là mình không thể lấy lại được. Mình đã liên hệ support của YouTube cũng như là support của Google và họ đều trả lời rằng là họ không thể khôi phục được kênh cho mình. Và hiện tại là hacker đang chiếm đoạt kênh của mình. Mình cũng không có cách nào khác ngoài việc tạo kênh mới. Và chính thức là từ bây giờ trở đi mình sẽ đăng video lên cái kênh mới đấy. Thì nếu mà các bạn mà yêu quý mình cũng như yêu quý Tạo Mẩu thì các bạn hãy đăng ký kênh mới để ủng hộ cho mình đấy. Thì Tạo Mẩu thì là một cái đứa em là mình đã gắn kết ở trong cái kênh YouTube cũ nó rất là lâu rồi. Ngày xưa là hai anh em mình quay từ lúc thằng Tạo nó còn rất là nhỏ tuổi đấy. Là hai anh em mình quay YouTube từ cái lúc mà học lớp 1, lớp 2 đúng không? Thì là những cái hồi đầu mình làm kênh ý, mình kiểu như là chưa có kinh nghiệm và chưa có nhiều ý tưởng hay thì mình đã quay cùng thằng cu em Tạo đấy, rất là nhiều các ý tưởng hay ở trong cái kênh đấy, rất là nhiều các kỷ niệm vui buồn rồi thì bao nhiêu là cảm xúc. Nhưng mà hiện tại là cái kênh nó mất rồi thì anh em mình cũng cảm thấy rất là buồn. Thì Tạo Mẩu cái đợt mình mới mất kênh từ tuần trước ý, thì là Tạo Mẩu nó cũng buồn mất một thời gian thì mình cũng động viên là không sao. Em thì chung một kênh vẫn còn và anh thì anh sẽ tạo kênh mới rồi, anh em mình sẽ quay clip ở trong cái kênh đấy. Em hiểu không? Thì nói chung anh em mình không phải buồn nhé. Có gì các bạn sẽ ủng hộ anh em mình đến cùng. Đấy. Anh em mình chỉ cần ra những cái ý tưởng hay đấy để phục vụ tất cả các bạn. Các bạn mà yêu quý anh em mình thì hãy đăng ký kênh mới để ủng hộ anh em mình nhé. Mới cuối mình mong các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho hai anh mình. Là mình không biết nói gì hơn nữa. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.